Thì nói tới môi trường thù địch về pháp lý của Hoa Kỳ đó, thật ra chúng ta chỉ nói đến một người mà thôi, đó chính là Gary Gensler. Đương nhiên, có những người hậu thuận Gary Gensler à, như chúng ta cũng đã nói tới là Thượng nghị sĩ Warren cũng là một trong những người không thích thị trường này. Chúng ta cũng có à, dân biểu Brad Sherman của California cũng không thích crypto. Nhưng mà thật ra chúng ta chỉ thấy được một phần đó mà thôi, chúng ta cũng còn rất nhiều người ở trong quốc hội, những người lập pháp yêu thích crypto nhưng mà Gary Gensler đương nhiên là cái người mà nhiều người nghĩ đến khi mà nói đến tạo ra một môi trường thù địch pháp lý liên quan đến crypto. Như bạn có biết là Gary Gensler trước khi mà nhận chức vụ là chủ tịch SEC đó thì trước đó là giảng viên của trường đại học nổi tiếng MIT và rất nhiều những cái bài giảng của Gary Gensler đã được thu lại. Tại vì Gary Gensler cũng là một người rất là nổi tiếng các bạn đã từng làm việc cho chính quyền của bà mà trước đây, trước đó làm việc cho gia đình Clinton. À, cho nên rất nhiều bài giảng cũng đã được thu lại và và người ta trích ra rất là nhiều đoạn liên quan tới những gì mà Gary Gansler nói trước đây và hiện bây giờ là chủ tịch SEC thì hoàn toàn ngược lại. Thường người ta từng chia sẻ nhiều video như thế này với các bạn nhưng mà đây là một cái đoạn ngắn mà thôi chỉ có khoảng chừng là 13 giây. Thì trong 13 giây này đó là Gary Gansler đã nói rõ ràng là ông ta hiểu tại sao mà một blockchain cần phải có một token thì người ta phát hành token đó cũng không hẳn là chỉ đơn giản kêu gọi vốn token cũng có thể dùng để mà hoạt động blockchain thúc đẩy sự phát triển của nó để thường chia sẻ cái clip ngắn này với các bạn and 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 it, it could be something that has no central authority right now no central intermediary and it's just had a jump start something i think in that circumstance it's more likely you need a native token mình thấy rồi, Gale Chancellor rõ ràng nói là ông ta hiểu tại sao mà một blockchain phi tập trung cần phải có token Và đây cũng là một cái video khác các bạn, video này đó thì khoảng 42 giây Thì trong video này đó Gail Chancellor đã nói với những cái học sinh là ông ta hiểu có thể là những cái dự án bán ICO nghĩa là chào bán token đó thì những dự án đó có thể là phát hành chứng khoán Nhưng mà tới thời điểm mà ông ta giảng Thì ông ta nghĩ là 3 phần 4 của thị trường crypto Đã không có chính liếu gì đến ICO nữa Cho nên về mặt pháp lý đó Thì chúng ta có thể là theo đuổi những cái ICO đó Rồi bắt hồi đóng phạt Nhưng mà trên căn bản nó cũng không thay đổi được gì Tại vì thị trường crypto bây giờ đã trưởng thành rồi Đã rất lớn rồi ICO bây giờ chỉ là một phần nhỏ của thị trường mà thôi Để tôi chia sẻ cái phần này với các bạn So, we already know in the US and in many other jurisdictions that three quarters of the market are not ICOs or not what we called securities, even in the US, Canada, and Taiwan, the three jurisdictions that follow something similar to the Howey test that we've talked about. Three quarters of the market is non securities, it's just a commodity, a cash crypto. Um, So you'll hear debates about initial coin offerings and what's a security and what's not a security. Relevant, relevant and important debate. But for three quarters of the market, it's not particularly relevant as a legal matter, as a regulatory matter. Brodish. Các so... bạn đã thấy là những gì Gary Johnson nói trước đây và bây giờ là hoàn toàn trái ngược với nhau. Cho nên có một câu nói đó là rất khó để một người nào đó có thể hiểu một điều gì đó nếu như mà người đó có thể tiếp tục lãnh lương là nhờ không hiểu điều đó. Gary yeah, Chancellor là một ví dụ điển hình. Nhưng mà như thường chia sẻ các bạn, chúng ta cũng đương nhiên quan tâm đến giao Chancellor tại vì ông ta là chủ tịch của SEC nhưng mà ngoại trừ giao Chancellor ra đó, thì chúng ta cũng còn rất là nhiều người ủng hộ thị trường này và thường hy vọng là trong nhiều cái bài chia sẻ, trong nhiều cái video thường đã cho các bạn thấy được là ngoại trừ giao Chancellor, ngoại trừ những người như Brad Sherman hay là Elizabeth Warren, chúng ta cũng còn rất là nhiều người thật sự hiểu và muốn ủng hộ phát triển của thị trường này và thông qua những gì xảy ra ở quốc hội gần đây, đó, thường hy vọng là các bạn cũng đã có thêm một chút lòng tin là mọi thứ đó có thể là đang không được tốt lắm nhưng mà nó sẽ có thể có khả năng là diễn biến tốt hơn trong thời gian tới đây và chúng ta có một cái hội nghị đó sẽ xảy ra vào ngày mai các bạn ở uh, dc và cái hội nghị này đó thôi chúng ta không đi vào chi tiết nhưng mà điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn là chúng ta hãy nhìn bên dưới này đi đây là những cái diễn giả sẽ xuất hiện ở trong hội nghị này điều mà các bạn nhìn thấy được đó là chúng ta có rất nhiều những người lập pháp ở hoa kỳ chúng ta có thượng nghị sĩ cynthia Loomis chúng ta có thượng nghị sĩ ted cruz chúng ta có những biểu tom emmer và chúng ta có tim ryan đây là một trong những người hội viên của Quốc hội Hoa Kỳ trước đây thì các bạn thấy được là những người này là những người lập pháp là những người mà hiểu và muốn hỗ trợ sự phát triển của thị trường này có thể là lý do tại sao họ hỗ trợ crypto khác với lý do các bạn hỗ trợ crypto nhưng mà cuối cùng đó thì ta đều muốn thị trường này tiếp tục phát triển và chúng ta muốn thị trường này ngày càng lớn mạnh hơn họ cũng như vậy và bên dưới này đó là các bạn thấy là có rất là nhiều người đến từ những công ty liên quan đến crypto mọi người sẽ cùng nhau thảo luận về tương lai thị trường này sẽ ra sao các bạn trong khi mà game Chancellor chỉ quan tâm đến cái gì là chứng khoán mà thôi và thuận cứ lòng tin là trong cái đợt bầu cử kế tiếp năm 2024 này à, của Hoa Kỳ đó thì crypto sẽ trở thành một trong những cái đề tài mà sẽ được tranh luận. Chúng ta bây giờ đã lên đến cái tầng chính trị rồi các bạn. Tại vì các bạn thấy được là crypto trước đây chỉ những người nào mà biết về công nghệ, yêu thích À, kỹ thuật số họ mới quan tâm mà thôi. Rồi sau đó chúng ta có những nhà đầu tư, những người đầu à, cơ họ bắt đầu tham gia vào thị trường này. Rồi chúng ta có à, những sàn giao dịch, rồi những công ty truyền thống họ bắt đầu quan tâm đến. Bây giờ chúng ta đã lên tới tầng chính trị rồi các bạn. Crypto đã trở thành một cái phần mà đang được tranh cãi hiện bây giờ. Và nói tới chính trị đó thì các bạn thấy được là chúng ta đã thấy là tổng thống Joe Biden à, đã tuyên bố ngày hôm nay là sẽ đứng ra để mà tái tranh cử cho cuộc bầu cử năm 2024 và cho dù các bạn nghĩ sao về ptc nghĩ sao về crypto đi nữa đó thì có một điều thường nghĩ là không ai có thể phủ nhận được đó chính là khi mà các bạn tìm hiểu về crypto tìm hiểu về btc các bạn càng ngày càng hiểu hơn về tiền về kinh tế vĩ mô vận hành như thế nào và một trong những câu hỏi mà thường cảm thấy là nhiều người bây giờ hỏi hơn nhất là sau khi chúng ta trải qua những cái sự kiện như là phép tăng lãi suất liên quan đến uh, lạm phát đang xảy ra ra sao thì nhiều người đã hỏi một câu hỏi mà thường cảm thấy nên hỏi từ lâu tiền là gì các bạn và đương nhiên thường không nói đến là những cái cái bài hát liên quan tới tiền là giấy hay gì hết đó các bạn Ý tôi muốn nói đây đó là cái khái niệm về tiền thật ra là gì Tôi có đăng một cái hình ở trên những mạng xã hội đó các bạn thấy là đây là hình của một người đàn ông đứng kế bên một cái tảng đá lớn có hình vòng tròn và trong giữa đó nó có một cái lỗ được khoét thì nó nhìn giống như là một cái đồng tiền lớn gì đó thì thường hỏi các bạn nếu các bạn biết cái này là gì đó thì bạn là một True Bitcoiner thì đến thường rõ ràng hơn. Đó là một cái tấm hình được chụp ở trên một hòn đảo gọi là The Island of Stone Money nghĩa là hòn đảo của tiền đá và rất nhiều những kinh tế gia quan tâm đến hòn đảo này tại vì nó giúp cho họ mở mang thêm cái kiến thức liên quan tới tiền là gì thì tại sao họ lại quan tâm đến hòn đảo này các bạn tại vì các bạn đã biết là tiền thì xuất hiện rất lâu rồi các bạn hầu như là quốc gia nào lãnh thổ nào cũng có một cái dạng tiền khác nhau thì tại sao họ lại chỉ quan tâm đến hòn đảo duy nhất này tại vì đây là một cái khái niệm tiền hoàn toàn khác với là những gì mà chúng ta biết giống như là các bạn nói tới là những quốc gia như là ở châu á châu âu hồi xưa đó thì phần lớn là tiền dựa vào một cái kim loại nào đó giống như chúng ta nói tới là vàng là bạc hay là dựa vào một cái gì đó mà nó có giá trị thực tế giống như là hồi xưa vừa ta có thể là dùng châu, dùng lợn để mà giao dịch với nhau nhưng mà hòn đảo này lại khác các bạn đây là một cái hòn đảo rất là nhỏ các bạn thấy được đây là cái hòn đảo gọi là Yap Islands thì cái hòn đảo này khi mà các bạn zoom ra các bạn thấy được là nó nhỏ như thế nào và nó nằm ở bên ngoài Philippines các bạn đây là Philippines đây là hòn đảo đó các bạn thấy được là nhỏ cỡ nào ở trên màn hình thì cái hòn đảo này đó tìm thấy được có rất là nhiều những cái cục đá như này cục đá mà hình tròn có cái lỗ đó thì nó nằm rải rác ở trên hòn đảo và sau này người ta mới biết được đó đây là một loại tiền được sử dụng hồi xưa thì cái loại tiền này đó rất là nặng các bạn đây là cả một cái hòn đá luôn đây là một cái cục đá vôi rồi sau đó người ta khoét một cái lỗ thì làm sao được sử dụng để làm tiền nó không giống như là những loại tiền mà chúng ta biết tới trong lịch sử trước đây giống như là người ta có thể là dùng đồng bạc hay gì đó nhưng mà cái này không phải ở trên cái hòn hòn đảo này đó họ chỉ có những cái cục đá này mà thôi và khi mà một người đâu đó sử dụng tiền đó ở trên hòn đảo này hồi xưa đó thì hầu như hòn đá này nó không di chuyển mà cái hòn đá này đó để yên một chỗ người ta chỉ thay đổi là hòn đá này bây giờ thuộc về ai mà thôi nó gần giống như là một cái khái niệm chứ nó không có phải là cái gì đó di chuyển à, truyền tài như là vàng như là bạc thậm chí những cái cục đá này nó không cần phải nằm trước mặt không cần phải có thể sợ mới được xem là tiền. Có một lần đó, à, có một nhóm người rời khỏi đảo này để tìm thêm những cái hòn đá như thế này để mà mang đi về đảo. thì trên con đường trở về đó, khi mà họ đã có những hòn đá này rồi, khi trên con đường trở về họ đã gặp một cái cơn bão lớn và nguyên cái thuyền bị chìm xuống dưới đáy biển các bạn. có nghĩa là những cái hòn đá đó, đó đã không thể mang trở về cái hòn đảo này và tất cả những hòn đá đó đã bị chìm xuống biển rồi. Cho dù là như vậy đó người ta nghĩ là những hòn đá đó nó nằm ở dưới biển thì coi như cũng đã xuất hiện rồi cho nên điều đó cũng đã đủ để xem đó coi như là tiền các bạn cho dù là họ không có thể chính thức nhìn thấy được những hòn đá này nằm ở dưới biển tại vì nó chìm xuống biển rồi nhưng mà ở trên đảo này họ vẫn xem đó là tiền và có thể được sử dụng chỉ cần có ai đó có một cái giống như là sổ cái ghi lại là những cái hòn đá đó ở dưới là thuộc về ai thì có thể được sử dụng như là tất cả hòn đá ở trên đảo này các bạn đây là điều rất là thú vị tại vì nó cho chúng ta thấy được là tiền thật sự là một cái khái niệm mà thôi chúng ta có thể là nghĩ là tiền cần phải sờ được cần phải có công dụng thực tiễn gì đó nhưng mà thật ra sau khi mà những cái người kinh tế gia đó họ hiểu được hơn thì đã khiến cho họ mở mang hơn về khái niệm về tiền và nó có một vai trò quan trọng liên quan đến Tiền tệ mà chúng ta biết ngày hôm nay Và đây cũng là một những câu chuyện Mà những người mà yêu thích crypto Nhất là BTC họ rất là quan tâm các bạn Tại vì đây cũng là cúp lỗi của BTC BTC không phải là một loại đồng Mà chúng ta có thể sờ được Có thể di chuyển được Trên cơ bản nó chỉ nằm trên blockchain Mà thôi nó không thể nào mà một đồng các bạn bỏ túi được Nhưng mà đó vẫn là một cái gì đó Có thể dùng để được làm tiền Chỉ cần là có một số cái ghi lại Ai sở hữu BTC đó ở trên blockchain như đó là đủ rồi và đó chính là những cái transaction mà các bạn giao dịch qua lại với nhau. Nhiều người thì có thể suy nghĩ quá phức tạp là tiền phải là một cái gì đó có giá trị cốt lõi Nhưng mà trên thực tế tiền là một cái gì đó chỉ dựa vào lòng tin mà thôi các bạn. Chỉ cần này các bạn có lòng tin là cái vật đó khi mà các bạn đổi công sức của mình để lấy cái vật đó thì các bạn sẽ dùng cái vật đó để đổi vật khác được thì vật đó có giá trị các bạn cốt lõi vẫn là yếu tố liên quan tới lòng tin à, cho nên có một cái câu nói đó, nó khá là mắc cười ở trong đầu tư các bạn à, các bạn thấy đó đây là cá mồi thì có một câu nói đó là deciding are for eating These are for trading hiểu đơn giản đó đây là cá mồi dùng để ăn đây là cá mồi mà đã bị hư rồi thì cá mồi này có thể dùng để mà trade thì trên căn bản các bạn thấy được là cái gì đó chúng ta nghĩ là có giá trị nó có giá trị cho dù các bạn cảm thấy là vô lý cá mồi mà còn tốt còn ăn được thì dùng để ăn nhưng mà những hộp cá mồi mà nó đã coi như là quá hạn bị hư rồi đó thì những hộp cá mồi đó chúng ta không cần mở mà chúng ta có thể để đó bất cứ ai nghĩ nó có giá trị thì có thể trade qua trade lại với nhau để có thể kiếm lợi nhuận từ việc trading cá mồi các bạn cho dù không ai mở hộp cá mồi đó ra. Hy vọng là các bạn hiểu điều mà tôi muốn chia sẻ đây với các bạn nó chỉ là một khái niệm mà thôi cho nên khi mà chúng ta nghĩ về góc cạnh đó đó thì crypto khái niệm không phải là mới các bạn khái niệm này đã có từ rất lâu rồi chỉ là cái cách mà chúng ta thực hiện khái niệm này thông qua blockchain là một cái mới mà chúng ta đang thực hiện hiện bây giờ mà thôi rồi chúng ta còn một số những thông tin khác nữa thì muốn chia sẻ nhanh với các bạn à, các bạn thấy trên màn hình đây là cái thông tin liên quan tới công ty Apple thì công ty Apple có một cái vụ kiện đã xảy ra từ năm 2020 rồi với công ty Epic Games thì công ty Epic Games đó là công ty mà tạo những cái game nổi tiếng như là Fortnite Thì công ty Epic Games đã kiện công ty Apple, nói là công ty Apple đó quá độc tài Và họ đã chiếm cái phần trăm tỷ lệ về game mobile, nghĩa là game trên điện thoại đó quá nhiều Cho nên họ muốn gì cũng được, họ đang bức ép những công ty làm game Khi mà lên trên App Store đó thì phải theo luật của Apple Và Apple tính cái phí rất là cao, cái phí Apple tới 30% lần tất cả những giao dịch ở trên App Store họ đều lấy phần trăm là ba phần trăm và thêm vào đó là công ty Apple à, không cho phép những cái ứng dụng thực hiện thanh toán mà không dùng mạng lưới của Apple. có nghĩa là nếu như các bạn là một cái ứng dụng mà các bạn cung cấp dịch vụ để tính tiền thì tất cả giao dịch đó phải nằm trên Apple. các bạn không thể đưa link để người ta lên trên trang web của bạn để thanh toán được. điều đó là vi phạm cái quy định của Apple. thì công ty Epic Games đã kiện Apple nhưng mà kết quả đó về việc nói công ty Apple độc quyền về mobile game đó thì không thành lập nhưng mà về việc là công ty Apple đã bắt buộc tất cả những ứng dụng phải sử dụng thanh toán thông qua với Apple để họ có thể lấy 30% lợi nhuận đó thì điều đó không có hợp pháp và vì lý do đó đó khả năng là sau này chúng ta sẽ có những công ty họ sẽ cho phép những cái dịch vụ của họ được thanh toán thông qua trang web riêng của họ mà không cần phải thông qua Apple họ sẽ tiết kiệm được 30% thì tại sao mình thường chia sẻ thông tin này với các bạn tại vì nó có cái sự ảnh hưởng liên quan đến thị trường crypto này các bạn lý do tại sao mà cho tới bây giờ đó chúng ta vẫn chưa thấy có nhiều những công ty bán NFT ở trên Apple Tại à, vì cái 30% này đó rất là đắt các bạn. Các bạn thấy được là người ta trade NFT à, ở trên uh, OpenSea đó. Cái phần trăm đó thường nhớ là chỉ có 2.5% mà thôi. Mà mọi người đã la làng rồi. Trong khi mà những cái nền tảng khác trade NFT là miễn phí hay là cái phí rất là thấp. À, thì ngay cái OpenSea họ cũng phải ngưng không... có có tính cái phí này nữa thì công ty Apple đã tính 30% là con số quá đắt nhưng mà bây giờ những công ty mà họ bán NFT họ có thể bán NFT rồi sau đó người dùng có thể lên trên một trang web khác để mà thanh toán thì đương nhiên sẽ thu thêm nhiều công ty bán NFT à, và cung cấp dịch vụ crypto ở trên mạng Apple hơn điều này vẫn chưa chắc chắn là 100% các bạn, tuy là thẩm phán hôm nay phán như vậy, chúng ta vẫn chưa biết được là công ty Apple có đại đơn để khiếu nại hay là không. Nhưng mà nếu như mà công ty Apple không đệ đơn khiếu nại lên thì họ sẽ mất đi rất là nhiều thu nhập, có nghĩa là họ sẽ đệ đơn khiếu nại. Nhưng mà nếu như mà cuối cùng À, quyết định là công ty Apple phải giảm cái phần trăm đó xuống Hay là cho phép những công ty thanh toán bằng một cách khác mà không thông qua Apple Thì nó sẽ có sự ảnh hưởng rất là lớn đối với crypto và NFT Chúng ta cũng có một cái thông tin ngày hôm nay liên quan tới Argentina các bạn Và đây là thông tin liên quan tới IMF quỹ tiền tại quốc tế Thì Argentina đã dự kiến sẽ nhận được khoản cứu trợ trị giá là 45 tỷ đô la từ IMF Nhưng với cái giá phải trả là áp dụng quan điểm chống crypto như thực hiện các bước để mà hạn chế việc sử dụng crypto lực khó khăn hơn và tuyên truyền khuyến khích mọi người dân không dùng crypto. Argentina đang là một những quốc gia mà giao dịch crypto thường hiểu là đứng hạng thứ 13 các bạn và họ đang đối đầu với sự lạm phát là 104% một năm thì tại sao mà tôi nghĩ IMF lại đưa ra cái điều kiện là muốn lấy 45 tỷ này đó thì Argentina phải chấp nhận cái quan điểm là chống crypto, tại vì tôi nghĩ là họ đang rất quan tâm và đang lo lắng về sự hưởng của crypto, nhất là khi mà chứng kiến El Salvador đã chấp nhận Bitcoin làm tiền tệ hợp pháp mà trong vòng thời gian 2 năm qua đó cũng chưa có chuyện gì xảy ra Các bạn đã nhớ là có rất nhiều những cái thông tin phết khi mà El Salvador công nhận crypto là tiền tệ hợp pháp Trước đó AMF đã nói là nếu gì thì họ sẽ không có cung cấp tiền nữa Như bài báo đó thì nói là El Salvador sẽ phá sản vân vân Cuối cùng thì cũng không có chuyện gì xảy ra các bạn Thì sau đó những bài báo thì lại quay lại nói là Thấy chiều El Salvador chấp nhận Bitcoin làm tiền tệ hợp pháp Nhưng mà cũng chưa có cái kết quả gì Nhưng mà trước đó họ nói là chấp nhận thanh toán và sử dụng btc làm tiền tệ hợp pháp đó, thì el salvador sẽ phá sản el salvador sẽ bị sụp đổ sau 2 năm không có gì thì họ đã nói là thấy chưa chấp nhận thì cũng chưa gì xảy ra cho nên cũng không có hiệu quả gì nhưng mà thật ra tôi họ các bạn các bạn có biết el salvador là quốc gia gì trước khi mà họ công bố là chấp nhận bitcoin làm tiền tệ hợp pháp hay không tôi nghĩ là câu trả lời của nhiều người là không các bạn không biết quốc gia đó là gì hết các bạn và các bạn có tìm hiểu kỹ là el salvador khi mà chấp nhận bitcoin làm tiền tài pháp rồi đó Thì cái lợi ích của họ đến từ thuế Đến từ dân du lịch Đến từ những công ty crypto phát triển Thì quốc gia đó được bao nhiêu lợi nhuận hay không tôi nghĩ là nhiều bạn cũng chưa có tìm hiểu Cho nên chúng ta thường chỉ xem những cái thông tin Gây cái sự lo lắng mà thôi Nhưng mà đáng tiếc Argentina không phải là Salvador Có khả năng là họ sẽ không chịu nổi áp lực Và sẽ chấp nhận điều kiện này rồi thông tin cuối cùng nữa, tôi muốn chia sẻ với các bạn là các bạn có biết là gần 25.000 người đã đăng ký hay là subscribe vào Elon Musk Twitter. Đây là một cái chế độ mới gọi là đăng ký hội viên để nhận thông tin trực tiếp từ Elon Musk. Thì mỗi người trả 4 đô la, nghĩa là Elon đã thu vào thêm khoảng 100.000 đô một tháng các bạn. Nghĩa là có thể mua khoảng chừng là 1.282.051 đồng đô mỗi tháng. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital Thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, CoinEx, OKX, Binance và một số những dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn Và Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp Tạm biệt các bạn và trong video ngày hôm nay đây chúng ta cũng có một nhà tài trợ các bạn nhưng mà nhà tài trợ đó chính là bản thân của Thuận Capital thì như bạn có đã biết là Thuận đang gây dựng một cái kênh Thuận Capital Shorts đây là một cái kênh mà có những cái video ngắn hơn để các bạn có thể dễ dàng theo dõi và nắm bắt nội dung nhưng mà nào mà con thú đó thì có thể tham gia đăng ký vào kênh Thuận Capital Short cũng như là Thuận Capital cũng đang gây dựng kênh Cost TV các bạn và cũng gây dựng một thời gian dài rồi đây cũng là một cái trang web các bạn có thể sử dụng để mà xem những video của Thuận Capital và các bạn có thể tương tác để có thể kiếm được token cũng tương tự như là Steam ngày xưa nhưng mà nào mà có hứng thú đó thì có thể tham gia vào kênh Cost TV hay là kênh Thuận Capital Short